bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và như thường lệ thì trong bây giờ của chúng ta lúc nào cũng sẽ có hai biệt đội vô cùng xinh đẹp và tài năng. Và họ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta liên quan đến tình yêu của họ. Đầu tiên là những cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng tôi, chính cô gái ạ. Và bên đây sẽ là biệt đội khác. Họ sẽ luôn luôn đưa ra những cái ý kiến để phản biện lại những gì mà cô gái thường hay nói. Đó chính là Bảo Kun, B-Max. Và dĩ nhiên vẫn còn một khách mời đặc biệt nữa ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Hoàng Nguyên. Xin mời. Tôi tên là Phạm Hoàng Nguyên, tại tôi là diễn viên tự do. Gần đây nhất á, Nguyên có đóng một bộ phim điện ảnh. Tên phim là Hạ Cuối Tình Đầu. Phim điện ảnh. Wow, đây mà có đạo diễn nè, có rất là nhiều diễn viên tài năng ở đây, biết đâu có cơ hội hợp tác thì như thế nào, đúng không? Quan trọng là mình thể hiện mình, cái câu chuyện của mình ra sao. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những tật xấu không chỉ đơn thuần là của người yêu thôi, mà còn của người ấy, một đối tượng nào đó mà chúng ta đang nhắm tới chẳng hạn. Bây giờ câu chuyện đầu tiên là của ai? Câu chuyện đầu tiên, chàng trai quen biết cả thế giới, âm lượng giọng nói khủng tới người quen cũng muốn trốn vì xấu hổ. Ai chà, kỳ ha, nghe là lạ ha. Sao, câu chuyện này của ai? Câu chuyện này là của Misoa. Thật ra thì đây là một cái điểm mà em không có thích về đàn ông. Khi mà em gặp những cái kiểu người như thế này thì là em sẽ say no ngay từ đầu luôn, không cho bất kỳ một cơ hội nào nói chuyện, không cho bất kỳ một cơ hội nào tới gần hơn nữa. Vì em cũng đã gặp một số người như thế này rồi. Tức là họ luôn luôn thể hiện rằng là họ là người gọi là Mr. Biết Tuốt. Khi mà đang ngồi nói chuyện như thế này trong một cái quán ăn, trong một cái quán cũng nói chung là cũng khá là sang trọng, và anh ta sẽ thể hiện rằng là anh ta là một cái người rất là sang trọng, rất là sành điệu. Và anh ta sẽ luôn nói là biết chuyện cô hoa hậu này, biết chuyện cô người mẫu kia, rồi biết anh đại gia nọ là đang làm gì. Và đó là, thật ra đó là những cái chuyện mà khi mà mới lần đầu gặp nhau, mình không phải là những cái chuyện mình muốn nghe. Vì những cái nhân vật đó mình không quan tâm đến. Và thứ hai là những cái việc đó, khi mà nói những cái chuyện như vậy liên quan đến đời tư cá nhân người khác, mình cảm thấy là nó kịch cỡm. Là bạn này bạn đang quá soi mói về đời tư người khác, mặc dù đó là cái những người mà bạn đó là những người nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng là chung là biết chuyện nhiều thì tốt, nhưng mà biết mấy cái chuyện mà tào lao là chuyện cá nhân là điều không tốt, đúng không? Và khi mà những người đó kể câu chuyện đó, họ kể một cái câu theo một cái giọng rất là tự hào, giọng rất là lớn trong một cái quán ăn mà nó vừa vặn, nó sang trọng một tí, thì mình cũng sẽ cảm thấy ái ngại với những người xung quanh. Thể hiện đó là hả? Thể hiện. Ở đây là ngông có ai thể hiện không? Là con của thần gió thích đó, con của thần gió thích đó. Thể hiện đó. Sao? Thể hiện hả? Như đang nói về Bi sao á. Sao Bi? Sao tự nhiên để cho bạn mình nói gì vậy Bi? Tại thân quá cho nó hiểu nhau á. Cảm ơn bạn nha. Vậy là có không Bi? Dạ không ạ, dạ không ạ. Các bạn nữ nghĩ sao về dạng người đàn ông này? Em thì em cũng giống như Misoa, em không thích nổ. Có nghĩa là em mà xác định là họ nổ thì chắc chắn em cũng giống như Misoa, là em sẽ không bao giờ mà có ý định, hay là mà ngay cả nói chuyện em cũng không ngồi nghe nữa. Tại vì em cái tật của em là nếu mà em nghe người ta nói quá nhiều một cái thứ mà em không quan tâm và em cứ bắt buộc em phải ngồi nghe thì em sẽ bị nhức đầu. Và điều đó em nghĩ là em không thích, tại vì rất là mệt cho em. Tại vì đối tác của em đa số là đàn ông con trai rất là nhiều. Em đã từng trải qua nhiều cái vậy, có nghĩa là có thể là họ mời em ra để mà có một cái ở dự án phim nào đó. Em chưa cần biết là đó là bao nhiêu tiền hay là như thế nào. Nhưng mà em chỉ cần biết là họ muốn như thế nào và cái mục đích họ mời em đến đây để làm cái gì. Vì em là một người không có rảnh, nên thành ra là em cần phải rõ ràng. Em không có vòng vòng câu chuyện để cho tiết kiệm thời gian của nhau. Nhưng mà nếu như mà nói một vòng trái đất như vậy thì em cảm thấy rất là khó chịu. Giống như có một lần có một anh kia, anh mời em tới để làm đạo diễn. Thì em cũng tới, ăn mặc cũng rất là đẹp, mặc đồ vest rồi rất là lịch sự. Nhưng mà một hồi nói chuyện em không biết ảnh đang nói cái gì, là ảnh đang muốn, anh muốn em làm cái gì. Ảnh ngồi nói ảnh là người như thế này, người thế kia, rồi kinh nghiệm như thế này, như thế kia. Nhưng mà rốt cuộc thì em chốt lại với ảnh là em chắc là em không có làm được, tại vì em khá là bận, em không có theo được dự án này. Thật sự ra là em không có thích cái kiểu cách đó, thành ra là em từ chối, chứ không phải là em bận quá để mà em không thu xếp. Mà thật ra cũng khó ha, tại vì đôi khi là đàn ông họ cũng muốn thể hiện cái điểm mạnh của mình ra để cho các bạn nữ, các bạn có thể thấy được và biết đâu
các bạn lựa chọn đúng không? Không, nếu mà thể hiện điểm mạnh thì sẽ là bằng những cái việc khác, ví dụ như là sẽ nói về những kiến thức đi. Còn đằng này họ quá nổ về những cái chuyện mà nó trên trời dưới đất, nhỏ xíu rồi đúng không? Nó không liên quan gì đến mình cả. Rồi Vi, thực ra thì em thấy là con trai mà biết nhiều cũng tốt, tại vì khi mà mình quen một thời gian lâu á thì chúng ta sẽ có những câu chuyện để nói với nhau. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tùy thuộc vào cái mức độ quen biết và cũng như là trong hoàn cảnh nào nữa. Ví dụ như là lần gặp đầu tiên bọn em rất là ghét con trai mà chỉ nói về bản thân của mình và khoe hết tất cả những thứ về mình. Tất nhiên là bản thân của mình cũng muốn show up một cái gì đó để cho người con gái có ấn tượng với mình, nhưng mà chúng ta phải biết khoe một cách mà có chừng mực và kiểu một cách tinh tế thôi, đừng có mà kiểu lôi ra những cái chuyện ở ngoài vào trong câu chuyện của mình, trong khi đó là người mà mình gặp và mình đang cần tìm hiểu họ. Biết nhiều là tốt, nhưng nên biết là nói cái gì và nói lúc nào, đúng không? Ghi vô. Đây nó nhiều quá. Ghi vô luôn. Đó là cái điều đầu tiên mà phụ nữ không thích đàn ông, đúng không? Đừng có nổ quá. Chính xác là đừng nói nhiều đó. Đừng nói nhiều quá. Đúng rồi, nói nhiều quá. Đừng có khoe khoang. Đừng khoe khoang về bản thân của mình quá. Tự nhiên tôi làm MC mà kêu là không thích đàn ông nói nhiều, cái tôi không dám nói nữa. Tâm mà anh em còn nhau mà. Nó ít lại hả? Dạ nó ít lại. Còn anh thì nó ít hay nó nói nhiều? Nó nói nhiều quá. Nó nói nhiều quá. Nó khoe dáng mà. Vậy là anh được đúng không? Anh được. Anh cảm ơn mà nói duyên thì được. Duyên nhiều rồi. Duyên nó mới là thành duyên. Đúng không? Rồi thôi. Bỏ qua câu chuyện thứ hai. Dạ. Lên. Trời ơi, sao có một mình em với chị vậy? Ê, quên đóng cái cửa. Bây... Sao bên này có hai đứa mình vậy chị? Bây giờ là 8 giờ sáng. Thì xin chào mọi người, Nam Anh và chị Sa đã quay trở lại với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Nhưng mà em nghe nói là tập này sẽ khác hơn so với những tập khác. Khác hả? Chị biết. Ai nói em vậy? Em nghe đồn vậy á. Em lén lén nghe ekip đồn vậy đó. Chị có thắc mắc sao bữa nay có hai đứa mình không không? Có. Thì ra là bữa nay là tụi mình sẽ phải đi tìm chàng trai đó. Chứ không có chỉ định sẵn người nào hết trơn, mình phải đi tìm đó. Có nghĩa là chàng trai sẽ ẩn một cái nơi nào đúng đó. Đúng rồi. Rồi mình sẽ đi có, tìm. Có rất là nhiều lựa chọn, mình phải tìm ra đúng chàng tôi trai. Chết thì trời ơi, mấy tập trước là chàng trai đứng sẵn mà mình đã quấn não rồi, giờ chàng trai đi đâu em biết đường đâu em tìm. Rồi bữa nay tại sao mà chỉ có em với chị ngồi ở đây không? Chắc là phải đón tiếp hai nhân vật tiếp chứ, đúng chị? Đúng rồi, là sẽ có hai bạn nữ nữa. Nhưng mà lát các bạn sẽ lên bất ngờ và mình sẽ bắt buộc phải chia team ra. Em một team, chị một team. Chị nhớ nhường chai cho em nha. Hai tập trước là chị cứ mấy tập trước là chị thắng rồi, tập này chị nhường không, em đi. Chị thắng đâu phải cố tình đâu, nói chung là mình cũng hên xui đem. Chứ kêu nhường thì nhường sao nhỉ? Thôi cái duyên của chị nhiều quá, chị không có thương em của chị gì hết trơn. Chị nhớ nhường cho em lỡ mà. Nhưng mà chị... bạn kia có nhường không chị không biết. Không, nhưng mà lỡ mà chị có thấy á, chị giả bộ chị dụ với chị cái bên đừng có thấy để cho em thấy chị okay. thấy trước. Mày lòn tay cái xong mà mới đi tôi nhường cho. Em nào chúng ta sẽ bất ngờ với hai cô gái dễ thương ngày hôm nay nha. Nhớ là chị tin nha. Nhớ là nhường, nhớ là nhường em là được. Xa nhét chị đi về bất chiều xíu xíu. Rồi mọi người cứ nói chuyện tự nhiên nha. Anh được. Dán thêm nó đi cho nó tự bùng. Nói anh Tâm đợi xíu. Anh Tâm đợi xíu, đang có trục trặc về âm thanh. Anh Tâm đợi xíu nha anh Tâm. Trục trặc về mít. Rồi cứ nói chuyện bình thường. Hơi trời, không biết năm nay. Ô bậy. Không có chuyện tiếp đi. Không biết tập này ai sẽ là người đồng hành cùng chị em chúng mình. Dạ. Không được đó anh Tâm. Không, cái đó cũng là một cái bí ẩn đó, chị cũng chưa biết là ai đâu. Nhưng mà không biết tập này chàng trai ấy như thế nào. Bà ham quá à. Cái này là giải mã tình yêu, mình lên mình giải mã tình yêu thôi. Em nói thiệt luôn, giải mã. Chị nói vậy thôi chứ chị cũng nghe. Không, nhưng mà em, chị phải có công nhận. Sao? Không có cái thứ gì mà nó rắc rối mà cái thứ tình yêu nên phải đem ra để giải mã. Chị có công nhận không?
cái tình yêu là cái thứ mà nó rắc rối nhất trên cái cuộc đời này, và mỗi người một cái luận điểm, mỗi người một cái quan điểm đó. Thành ra chị thấy tập nào mình cũng lên mình tranh cãi, mình bình luận mà nói hoài vẫn không hết vấn đề mới chết chứ. Không biết là nó bây giờ, không biết là tập này sẽ với cái chủ đề gì, em cũng thắc mắc. Làm như cãi riết cái miệng có khoen đó chị. Còn mà cãi nó mới vui. Ai đây? Hello. Trời ơi, như công chúa lọ lem vậy trời. Dây cô đang bé xanh xanh. Ở đây. Công chúa, hôm nay em nghe nói là mình sẽ đi ăn nhà hàng, cho nên là em đã phải chọn cái váy cho nó. Ủa không phải hả chị? Trước khi mà được ăn thì người ta nói muốn ăn phải lăn vào bếp, không phải muốn ăn là được ăn đâu nha. Ủa chị. Ủa là mình phải nấu rồi mình mới được ăn hả? Không, cái gì đâu phải nấu thôi là đơn giản. Chị tham gia chương trình giải mã tình yêu, đầu tiên chị phải giải mã cái chàng trai đi ăn với mình trước. Không, ngày xưa em có tham gia giải mã tình yêu, nhưng mà là ở cái phiên bản mà mình sẽ ngồi ở trong studio. Mình quên cái đó. Quên đi. Nó là quá khứ rồi, bây giờ là hiện tại và tương lai chị nhé. Ủa vậy là mình sẽ phải vô bếp mình nấu xong rồi cái mình tự ăn luôn? Không có nấu. Bây giờ em sẽ cho chị biết một cái. Hả? Thật sao chị ghê mà chị? Em nhỏ tuổi hơn mọi người đó. Ủa vậy hả? Ok. Rồi mọi người cứ nói chuyện tiếp nha. 2, 3 tiếp. Ok, bây giờ giới thiệu về mình trước đi cho khán giả biết nào. Rồi đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới khán giả. Chào hai người chị xinh đẹp. Em là Gia Linh, hiện tại em là diễn viên tự do và cũng đang kinh doanh. Em đang kinh doanh một cái mặt hàng mình ăn uống á chị. Nên là đề nghị sống chương trình cắt cái phần này, cắt cái phần này. Đó mà lên cắt được. Nó là thương hiệu bò một năm Phú Yên Thúy Liễu nha mọi người. Nếu như hai chị mà muốn ăn đặc sản Phú Yên á thì có thể alo cho em sẽ gửi tặng hai anh chị. Gửi tặng hai chị luôn. Yên tâm, không có tính tiền. Cái này là mình được cái đề vụ này được đó. Mình giống như là mình sẽ được VIA miễn phí. Ví dụ mấy chị không có VIA nhưng mà cầm nhau như kiểu là bọn mình Ủa? Chắc sao? Mình phải bữa nay làm cái gì xong công chúa quá chị. Chắc quý bà phải nhường mới sao mà phải xanh nhường xuống dưới ngồi với quý cô đi. Nhường nhau đi chị. Kiểu gặp nhau với như kiểu là đã gặp nhau từ rất là lâu rồi ấy nhở. Nhưng mà trời ơi, sao hai người này có cặp có